các pháp sư dự đoán Peru giành chiến thắng trong trận playoff World Cup. Các Haman của Peru vào thứ Sáu, 10 tháng 6 đã kêu gọi đất mẹ ủng hộ Peru trong trận đấu playoff với Australia vào thứ Hai tới để lấp đầy một trong những suất cuối cùng của World Cup năm nay tại Qatar. Theo Reuters, các thầy lang Anzen mặc trang phục truyền thống và sử dụng hình ảnh và áo thi đấu của cả hai đội để thực hiện các nghi lễ cầu may ở thủ đô của Peru. Một thầy pháp sư bản địa người Peru, Walter Alacon, cho biết họ đã tiến hành một nghi lễ cầu may mắn cho đội tuyển và dự đoán Peru sẽ chiến thắng và góp mặt ở World Cup 2022. Còn ở tại Lima, những người yêu chó đã tham gia một cuộc diễu hành để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu này diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tới. Các chú chó được ăn mặc như các cầu thủ bóng đá, biểu diễn các trò chơi trên sân khấu. Nelly Johort, một người tham gia, cho biết khi ăn mừng cùng con trai rằng cô rất vui mừng và tin rằng đội tuyển Peru sẽ giành chiến thắng vào thứ Hai. Và cuộc diễu hành này cũng là một lý do để khuyến khích đội tuyển.